Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi lên sóng livestream đối thoại về định hướng sau ngày 15 tháng 9, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin với người dân khi nào thành phố nới lỏng giãn cách, lộ trình như thế nào trong chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời tối nay, mùng 6 tháng 9. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời số đặc biệt tối nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối thoại trực tiếp với người dân về những định hướng lớn của thành phố trong công tác phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9. Chương trình tập trung vào các nội dung chính. Khi nào thành phố sẽ nới lỏng giãn cách xã hội? Lộ trình nới lỏng ra sao? Khi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, cần triển khai các giải pháp nào để kiểm soát ca nhiễm và giảm ca tử vong vì COVID-19? Kế hoạch tiêm vaccine của thành phố trong thời gian tới. Các chính sách an sinh xã hội tiếp theo để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra các giải pháp lớn để khởi động lại nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 24 tháng 8 đến nay, Sở đã phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời. Đây là chương trình để chính quyền thành phố lắng nghe, đối thoại, giải đáp những nhu cầu, bức xúc, nguyện vọng của người dân. Bằng việc sử dụng công cụ truyền thông mới trên mạng xã hội, chương trình đã trở thành một kênh cung cấp thông tin hiệu quả, chính xác, trực tiếp đến người dân, góp phần đẩy lùi tin giả. Tin sai sự thật đang lan rộng thời gian qua, qua 10 số phát sóng. Chương trình đã thu hút được hơn 4,1 triệu lượt xem, gần 220.000 bình luận. Hơn 1,6 triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân thông qua chương trình đã được ban tổ chức gửi về các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để xử lý. Do đó góp phần thúc đẩy nhanh công tác giải ngân, cấp phát tiền hỗ trợ và túi an sinh cho người dân tại các địa phương. Trong các số phát sóng trước đó, nhiều lãnh đạo của các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đặc biệt là Phó Chủ tịch thành phố Võ Văn Hoang đã tham gia trực tiếp giải đáp những thắc mắc, bức xúc của người dân. Đây là việc làm chưa từng có tiền lệ, được người dân thành phố ghi nhận. Đánh giá cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành như hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, chương trình tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 6 tháng 9 trên trang fanpage của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền dẫn trực tiếp trên các trang fanpage Thông tin Chính phủ, Hệ thống 1022 của Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Việt Nam Net cũng sẽ truyền dẫn trực tiếp chương trình này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.